Hôm nay mình có mua gà nướng thì dương. Gà nướng này rất ngon các bạn. Mời các bạn xa gần nhà dùng là gà nướng với mẹ con mình nha. Mời mọi người dùng gà nướng nha. Gà nướng ở bên Thị Dương này rất là ngon phải không? Gà nướng này bán 12 tiền các bạn nha. Gà này là chất lượng các bạn ơi. Ở đây mỗi buổi sáng là ta nướng rất là nhiều. Ở đây người ta đặt hàng rất nhiều cho nên là sáng người ta nướng nhiều lắm. Này coi như là đá đẹp còn gì là ta cũng đặt. Bây giờ nó dính một tổng số bây giờ nè. Mỗi lần muốn ăn gà nướng nào phải đi qua đến bàn ăn gì đúng không? Chỉ mua con gà này từ đây bán gì bán cây nè. Chỉ gà nướng mà mình mới ăn cổ
trắng mình chưa. Còn nói gà vịt mà tạo một cái nấu một món gì là co lên là xong bắt đầu cháy. Mà gà nướng vậy ăn, gà nướng thì nó nướng nướng dạng đường mà nó thơm mà nó ngon nữa. Nên anh thấy cũng là nó nướng da rất là bé. Hay là cái chỗ này nó nhiều mỡ nó béo luôn. Béo ngon. Cái tổ cái tầng nguồn da. Cái đầu người thích ăn cổ, người thích ăn cánh, người thích ăn chân gà. Gà này người ta chặt cái chân hết trơn ha. Không có sạch.
nó đã. Rồi ăn đồ nướng hoặc là những mà đồ nướng uống coca nó ngon. Con mình ăn uống xong rồi các bạn xem video, like, chia sẻ, nhấn chuông.